vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Y tế Ninh Bình. Trong chuyên mục kỳ này, ngoài phần tin, chúng tôi dành phần lớn thời lượng gửi tới quý vị phóng sự nâng cao chất lượng y tế trường học và bài hiệu quả chương trình tư vấn tầm soát sớm bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường tại cộng đồng. Cuối chương trình, mục phổ biến kiến thức sẽ giới thiệu về lợi ích xét nghiệm sớm HIV/AIDS cho phụ nữ mang thai. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức triển khai tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2022. Ngành y tế các cấp đã đẩy mạnh các hoạt động phòng chống và đã đạt được nhiều kết quả ghi nhận. Tuy nhiên, tình hình nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh vẫn còn phức tạp. Nguy cơ đối tượng nhiễm HIV đang dần trẻ hóa, chiếm tỷ lệ cao từ 16 đến 39 tuổi. Đứng trước tình hình dịch HIV/AIDS đang ảnh hưởng mạnh lên nhóm tuổi trẻ, tháng hành động năm nay diễn ra với chủ đề chấm dứt đại dịch AIDS, thanh niên sẵn sàng, nhằm huy động cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, đặc biệt là thanh niên trong việc chủ động triển khai các hoạt động truyền thông, vận động, cung cấp thông tin về HIV/AIDS, giới tính, sức khỏe, sinh sản, tình dục an toàn, tác hại của ma túy, chống kỳ thị, cảnh báo nguy cơ lây nhiễm HIV ở giới trẻ để nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành về HIV/AIDS cho thanh niên trong cuộc chiến với đại dịch HIV/AIDS, hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam vào năm 2030. Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2022 trên địa bàn tỉnh diễn ra từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12. Năm 2022, Đoàn Kiểm tra An toàn Thực phẩm tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế 8 huyện, thành phố tiến hành kiểm tra tại 39 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá. Qua kiểm tra, tại các cơ sở cơ bản có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ để sản xuất nước uống đóng chai và nước đá. Các sản phẩm nước uống đóng chai và nước đá có hồ sơ tự công bố sản phẩm còn hiệu lực, có nhãn phù hợp với hồ sơ công bố, còn hạn sử dụng. Người trực tiếp sản xuất mặc trang phục bảo hộ riêng, đội mũ, đi găng tay chuyên dùng, đeo khẩu trang, đi ủng khi tham gia sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền. Tuy nhiên, một số cơ sở, người tiếp xúc trực tiếp chưa mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định, giấy chứng nhận sức khỏe đã hết hiệu lực, công tác vệ sinh chưa thường xuyên hoặc xuống cấp, việc ghi chép sổ sách theo dõi thay thế trang thiết bị, máy móc chưa ghi chép thường xuyên, chi tiết theo hướng dẫn. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 cơ sở với số tiền phạt 77 triệu đồng, với lỗi vi phạm về điều kiện an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm, thu hồi 4 sản phẩm không bảo đảm an toàn của 4 cơ sở. Hưởng ứng tuần lễ truyền thông về phòng chống kháng thuốc do Tổ chức Y tế Thế giới phát động từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 11 năm 2022, tiếp tục với chủ đề của năm 2021 là sử dụng kháng sinh có trách nhiệm, nhằm ngăn chặn mối đe dọa hàng đầu đối với sức khỏe và sự phát triển của toàn thế giới. Để ngăn chặn tình trạng kháng kháng sinh, Bộ Y tế khuyến cáo mỗi người dân chỉ sử dụng kháng sinh khi được kê đơn bởi bác sĩ có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Không bao giờ yêu cầu thuốc kháng sinh nếu nhân viên y tế nói không cần sử dụng kháng sinh. Luôn luôn làm theo lời khuyên của nhân viên y tế khi sử dụng thuốc kháng sinh. Không bao giờ chia sẻ cho người khác hoặc dùng các kháng sinh còn dư thừa. Ngăn ngừa nhiễm trùng bằng cách rửa tay thường xuyên, chế biến thức ăn hợp vệ sinh, tránh tiếp xúc gần gũi với người bệnh và tiêm vaccine đầy đủ. Xác định tầm quan trọng của y tế trường học đối với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, thời gian qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh với đầu mối là Khoa Sức khỏe Môi trường và Y tế trường học đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp góp phần nâng cao thể chất cho học sinh cũng như chất lượng giáo dục toàn diện. Là một trong những đơn vị làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh trong những năm qua, trường tiểu học Ninh Hòa, huyện Hoa Lư đã phối hợp với trạm y tế xã, các cơ sở y tế chuyên khoa tổ chức khám sức khỏe toàn diện cho học sinh. Trong đó chú trọng các bệnh về mắt, tai mũi họng, đo chiều cao cân nặng, đánh giá tình trạng dinh dưỡng. Qua các buổi khám sàng lọc đã phát hiện sớm và kịp thời thông báo cho phụ huynh những trường hợp học sinh có vấn đề về sức khỏe. Chúng tôi thường xuyên tổ chức và tập huấn và tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đồng thời với cả phụ huynh về công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ em ở trong nhà trường.
Một việc nữa mà chúng tôi cũng đã làm tốt đó là chúng tôi cũng đã đầu tư mua sắm trang thiết bị để phục vụ cho công tác y tế, đảm bảo cái thực hiện công tác chăm sóc y tế tại nhà trường, xây dựng các cái kế hoạch thực hiện các cái công tác phòng chống dịch bệnh. Và đặc biệt là trong những năm vừa qua là cái tình hình dịch bệnh COVID kéo dài như thế thì nhà trường chúng tôi cũng đã khống chế được cái dịch bệnh ở tại nhà trường. Hàng năm, liên ngành y tế giáo dục đã phối hợp thực hiện kiểm tra y tế học đường tại các cơ sở giáo dục, thực hiện giám sát vệ sinh môi trường, nguồn nước uống, nước sinh hoạt, các điều kiện về đảm bảo an toàn thực phẩm. Tổ chức tập huấn công tác y tế học đường cho cán bộ làm công tác y tế trường học các tuyến. Nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, khám quản lý sức khỏe học sinh, kỹ năng truyền thông, giáo dục sức khỏe đối với các vấn đề liên quan đến bệnh tật, phát triển thể chất và tinh thần của học sinh. 100% trường học trên địa bàn có phòng y tế đảm bảo cơ số thuốc, các dụng cụ y tế thiết yếu, phục vụ sơ cứu, xử lý ban đầu cho học sinh khi cần thiết. Có cán bộ y tế chuyên trách. 100% học sinh các cấp học cũng như cán bộ giáo viên, nhân viên y tế trường học được khám sức khỏe định kỳ ngay từ đầu năm học. Cùng với đó, lập hồ sơ quản lý sức khỏe học sinh, thông báo cho cha mẹ học sinh biết tình trạng sức khỏe để có biện pháp xử lý kịp thời. Các điều kiện về cơ sở vật chất và phòng học, trang thiết bị như bàn, ghế, hệ thống cung cấp nước sạch và nhà vệ sinh đảm bảo cơ bản theo tiêu chuẩn, theo quy định. Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức cho học sinh được nhà trường tập trung vào các nội dung vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp, phòng tránh tai nạn thương tích, an toàn thực phẩm, phòng chống tác hại của thuốc lá, chăm sóc sức khỏe sinh sản, luật giao thông đường bộ. Qua đó, học sinh có những chuyển biến về nhận thức, hình thành các hành vi có lợi cho sức khỏe, chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân và tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh trong nhà trường và cộng đồng. Nhà trường tổ chức tốt cái công tác tuyên truyền, đảm bảo cái việc gìn giữ sức khỏe cho bản thân, nhất là đối với các cái dịch bệnh cúm theo mùa và các cái dịch bệnh thông thường khác. Thời gian tới, nhà trường có cái sự rà soát về các cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như là các cái điều kiện thuốc men để đảm bảo chăm sóc khỏe ban đầu và thực hiện công tác tuyên truyền đối với học sinh, thực hiện tốt cái công tác giáo dục thể chất thì cũng góp phần không nhỏ trong cái việc là nâng cao sức khỏe và nâng cao cái thể lực cho học sinh. Mặc dù đóng vai trò quan trọng, góp phần chăm sóc sức khỏe học đường, song công tác y tế học đường vẫn còn nhiều khó khăn do một số trường không có nhân viên y tế học đường, nhiều trường chưa ký hợp đồng với trạm y tế cơ sở, giáo viên phải kiêm nhiệm nên chưa phát huy hết vai trò của y tế trường học. Qua cái đợt kiểm tra giám sát vừa qua thì về phía chuyên môn thì chúng tôi đánh giá rất cao các nhà trường, các cán bộ y tế cơ sở cũng đã phối hợp để khám sức khỏe, phân loại sàng lọc cho các cháu. Tuy nhiên thì còn một số cái cơ sở vật chất thì hiện tại thì vẫn còn đang thiếu thốn và chưa đúng quy chuẩn. Thế và trong thời gian tới thì đề nghị các cấp các ngành quan tâm đến cái cơ sở vật chất, đặc biệt là cái môi trường, đặc biệt là các cái nhà vệ sinh đủ số lượng và đảm bảo vệ sinh để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho các cháu ngày một tốt hơn. Với chủ trương phòng bệnh hơn chữa bệnh, việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao chất lượng công tác y tế học đường là giải pháp quan trọng, tạo nền tảng sức khỏe thể chất, tinh thần, giúp học sinh học tập tốt. Các bậc phụ huynh cũng cần phối hợp với nhà trường xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho con em mình tại trường học cũng như tại gia đình một cách tốt nhất, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Với mong muốn giúp cộng đồng nhận thức được tầm quan trọng của việc tầm soát sớm, tuân thủ điều trị bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, đau thắt ngực, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số và Công ty Servier Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động tại cộng đồng. Trong đó, chương trình Ngày đầu tiên đã và đang có ý nghĩa thiết thực đối với người dân tại một số địa phương. Tuổi đã cao, ông Nguyễn Mạnh Năm ở thị trấn Me, huyện Gia Viễn không chỉ quan tâm đến sức khỏe của mình mà cả những người thân trong gia đình, đặc biệt là bệnh tăng huyết áp. Để duy trì ổn định huyết áp của mình, định kỳ ông đến trung tâm y tế huyện để được các bác sĩ tư vấn thăm khám. Trong đợt tái khám lần này, đúng dịp trung tâm y tế huyện triển khai chương trình ngày đầu tiên. Qua đó giúp ông có điều kiện để hiểu sâu về tình trạng bệnh của mình. Chúng tôi cũng thường quan tâm và cũng có chia sẻ với lại đại gia đình nhà mình, với bạn bè
cũng phải thường xuyên đến trung tâm y tế bệnh viện để mình thăm khám, bác sĩ sẽ tư vấn cho mình những cái yêu cầu về chăm sóc sức khỏe. Tại Ninh Bình, chương trình ngày đầu tiên được triển khai tại 4 trung tâm y tế gồm thành phố Ninh Bình, Yên Khánh, Yên Mô, Gia Viễn và Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn. Các góc ngày đầu tiên này được hỗ trợ máy tính, bàn và tủ, kệ tài liệu và bộ nhận diện chương trình do công ty Servier Việt Nam tài trợ. Mô hình này, bệnh nhân được tư vấn cụ thể hơn về bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, từ đó nâng cao chất lượng điều trị và hiệu quả trong quản lý bệnh mãn tính. Bên cạnh đó, tại 10 trạm y tế, xã, phường, thị trấn đã tổ chức 50 cuộc truyền thông giáo dục sức khỏe cho 2.500 người tham dự về bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp. Người bệnh khi tham dự ngoài được truyền thông giáo dục sức khỏe còn được cập nhật tình trạng bệnh lý trên phần mềm của chương trình, giúp cho việc khám, chẩn đoán cũng như quản lý bệnh được tốt hơn. Chúng tôi thấy rất là vui mừng được mọi ban ngành quan tâm để chúng tôi biết được bệnh, để chúng tôi phòng tránh. Cùng với việc hỗ trợ người bệnh trong việc kiểm soát và điều trị, chương trình còn tổ chức tập huấn kỹ năng tư vấn, hỗ trợ người bệnh và hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý bệnh không lây nhiễm ELFI tại các góc ngày đầu tiên. Cập nhật và quản lý số liệu toàn bộ đối tượng tiếp cận với hoạt động tư vấn tại góc ngày đầu tiên, sàng lọc sức khỏe tại cộng đồng, truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường, từ đó có các giải pháp quản lý và điều trị các bệnh không lây nhiễm trên địa bàn ngày một tốt hơn. Để chẩn đoán tăng huyết áp không khó, chỉ cần người dân và y tế đo huyết áp đúng theo quy định là chẩn đoán được tăng huyết áp. Mục tiêu của chương trình của chúng tôi là hướng dẫn cho tất cả các y tế thôn bản và cùng đến tận người dân biết cách đo huyết áp làm sao cho đúng, cho chuẩn để phòng chống được bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường. Các cái góc ngày đầu tiên, tức là cái góc thuộc về tư vấn thì đã được thiết lập tại cơ sở y tế, các cái trung tâm đều đã khởi động cái hoạt động tư vấn và sử dụng cái phần mềm gọi là Inform ở trên online để mà nhập cái dữ liệu của các cái ca tư vấn vào, và kết quả thì đã có những cái kết quả khá là khả quan. Cái hoạt động tư vấn đã được vận hành một cách rất là tốt. Và tỉnh Ninh Bình cũng là một tỉnh mà có tỷ lệ người tăng huyết áp và đái tháo đường rất là cao, nên cái việc triển khai các cái chương trình như chương trình ngày đầu tiên để giúp là tăng cái cường cái sự nhận thức của người dân đối với bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường, và từ đó là phối hợp tốt với tất cả các cán bộ y tế để giúp người ta quản lý cái bệnh này, kiểm soát cái bệnh này, thì là việc rất là quan trọng, và từ đó là nâng cao sức khỏe cho người dân tỉnh Ninh Bình. Chương trình ngày đầu tiên đã và đang mang đến niềm vui cho người bệnh, sự quan tâm đóng góp của công ty Servier Việt Nam và Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số là việc làm rất có ý nghĩa và thiết thực. Cùng chung tay với ngành y tế Ninh Bình trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng với yêu cầu xã hội hóa các hoạt động và dịch vụ y tế hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, trong mục phổ biến kiến thức kỳ này, chúng tôi mời bác sĩ Phan Khắc Lưu, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, cung cấp tới quý vị và các bạn về lợi ích của xét nghiệm sớm HIV/AIDS cho phụ nữ mang thai. Như chúng ta đã biết, thì cái việc xét nghiệm sớm để dự phòng, khi xét nghiệm phát hiện ra một phụ nữ mang thai bị nhiễm HIV thì chúng ta sẽ tư vấn để bà mẹ vào tham gia vào quá trình điều trị và điều tuân thủ điều trị để giảm cái số lượng virus ở trong máu người mẹ, để người mẹ không bị lây cho con trong cái giai đoạn mang thai. Thế và khi xét nghiệm phát hiện ra bà mẹ nhiễm HIV thì chúng ta điều trị sớm và cung cấp cái dịch vụ trong khi mang thai, trong khi đẻ. Trong khi đẻ thì đưa bà mẹ đến các cái cơ sở y tế đảm bảo để dự phòng lây truyền cho con trong cái giai đoạn chuyển dạ. Cái thứ ba nữa là trong cái khi chúng ta phát hiện sớm, thì sau khi mà bà mẹ đã sinh em bé thì dự phòng trong cái việc nuôi con bằng sữa mẹ. Như vậy thì xét nghiệm sớm để phát hiện ra những cái người mẹ bị nhiễm HIV để điều trị dự phòng lây truyền HIV
là một trong những biện pháp mà thực hiện tốt nhất để chúng ta chăm sóc và điều trị người mẹ để tránh cái lây truyền từ mẹ sang con. Hiện nay thì cái tỷ lệ lây truyền từ mẹ sang con đang được giảm, và cái chiến lược quốc gia đến năm 2030 thì chúng ta đang giảm xuống dưới 2% và sẽ tiến tới loại trừ cái lây truyền HIV từ mẹ sang con. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Y tế Ninh Bình kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.